Chào các bác nhá. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành nhá. Hôm nay là mùng 7 tháng 7, ông quay ngoài. Mùng 7 tháng 7 âm lịch nhá. Thời tiết bây giờ này nó rất là sập sùi nhá, rất sập sùi này. Trời đang mưa rất là nhiều nhá. Đấy. Tháng 7 này là anh em mình gọi là tháng cô hồn nhá, tháng mưa. Thế rồi tháng của Ngưu Lan Trích Nữ mà gặp nhau ấy. Cả năm gặp nhau một lần, tình cảm quá mưa nhiều, khóc ấy. Đấy là theo truyền thuyết ấy. Thì hôm nay là giới thiệu với các bác một cái sản phẩm phù hợp với tháng 7 này nhá. Phù hợp với tháng 7, phù hợp với tháng mưa. Đó là bộ quần áo đi mưa. Quần áo đi mưa cao cấp nhá các bác nhá. Quần áo đi mưa cao cấp, màu ngụy trang lá cây khô. Đây. Tháng 7 này là tháng mùa mưa nhá. Cái này là phù hợp với anh em nhất, cho anh em đi rừng, anh em nói chung là cái này dùng cho tất cả mọi người. Cái bộ này nó gọi là bộ quần áo đi mưa cao cấp, anh em nào cũng dùng được, kể cả dân văn phòng, dân công sở nhá. Chất liệu là chất liệu cao cấp này, màu là màu ngụy trang, phong cách theo kiểu lá cây khô. Đây là nguyên một bộ như này, nó sẽ có cái bao bì phía túi ở ngoài này cho các bác đựng này nhá. Cái size này thì là cái size gọi là size XXL, là size to. Cái quần áo đi mưa này mình phải mặc rộng rãi một chút nhá. Đây là bộ, đây là nguyên bộ quần áo đi mưa giới thiệu các bác nhá. Đây các bác nhìn này, cái chất liệu của bộ quần áo này và chất liệu của cái túi này là giống nhau nhá, là giống nhau. Đây, các bác xem kỹ này, nó là vải không thấm nước nhá, vải không thấm nước. Đây mặt trong đây, màu lá cây khô rất là đẹp. Đây để thấm nước không cho các bác xem này. Quay đây, đây có thấy không? Quay gần đây này. Đây này các bác này, nói chung là nó dạng không thấm nước nhá. Đấy, là không thấm nước nhưng mà màu mè rất là đẹp. Đây là cái vỏ, thế còn đây là bộ quần áo nhá. Tôi giới thiệu chi tiết với các bác này. Cái này ấy là bộ quần áo mình mặc như bình thường, nó sẽ có hai phần, quần riêng và áo riêng. Đây là quần nhá, còn đây là áo này. Đấy, tôi giới thiệu cái quần trước này. Cái quần này ấy là may theo cái form thể thao, form rộng nhá, cạp là cạp chun, anh em nào cũng mặc được, bụng to bụng nhỏ là mặc được hết. Và cái quần này ấy, là các bác thấy này, phía trong cái bộ này nó có hai lớp, phía trong ấy là có một cái lớp lưới mỏng để cho mặc cho các bác để cho nó chống dính. Thế trường hợp nếu mà không có lớp lưới như là cái áo mưa bình thường mà các bác mua mà trăm mấy một bộ ấy thì nó là một cái áo mưa như này không thôi. Mình mặc vào người ấy, thì nó cảm giác cái độ dính nó rất là khó chịu nhá. Thế còn cái này ấy, thì là người ta may nót cho mình một lớp lưới ở dưới để cho nó mát, để nó không bị dính vào da nhá. Đấy, cực kỳ là êm, cực kỳ là dễ chịu luôn. Chất liệu thì nó là chất liệu lưới cao cấp rồi. Đấy. Quần chun này, size nào cũng mặc được nhá. Đấy. Thế đây là, còn đây là cái áo nhá. Áo. Đây các bác nhìn này. Áo phía trước ấy là được kéo khóa và có cái viền này đóng cúc này. 2-4 cúc che lại, 5 cúc che lại nhé. Khóa này thì khóa bằng kim loại nhé các bác nhé. Khóa bằng kim loại, rất là trơn tru, nhẹ nhàng. Đây. Ở trong cũng là hai lớp, có một thêm một lớp lưới nữa các bác nhé. Thêm một lớp lưới nữa. Đấy, trong là hai lớp, thêm một lớp lưới. Cái này ấy, thì nhà sản xuất đã thiết kế cái mũ là liền luôn, liền luôn để khi các bác đi mưa các bác chụp lên trên, xong các bác mới đội mũ bảo hiểm lên nhé. Đấy. Thiết kế mũ chụp liền lên luôn. Đấy. Nhá các bác nhá. Rồi ống tay này, ống tay này có thun này, có thun bó lại để cho nó kín, nó không bị hắt nước vào nhá. Đây cái này tôi sẽ mặc thử cho các bác xem luôn nhá. Cái này là bộ quần áo đi mưa loại cao cấp, màu ngụy trang lá cây khô nhá. Thế còn anh em chơi nhiều rồi mà anh em có cái nào mà là ngụy trang dạng nào ngồi ấy thì nói luôn với các bác là cái chất liệu này nó đúng là cái chất liệu vải để may nào ấy, vải không thấm nước ạ nhé. Cái này thì tôi mặc cũng sẽ hơi rộng một chút, cái này là size to nhưng mà thế này nó mới thoải mái được nhé. Đó, các bác nhé, tôi nói các bác nhá. Đây, bộ này ấy, là mặc trong trường hợp đi mưa các bác nhé.
và trường hợp đi mưa thì cực kỳ luôn. Đẹp, phong cách, màu ngụy trang mà lại đảm bảo cho các bác là chống mưa rất là tốt nhé, chống mưa rất là tốt. Chất liệu vải là cao cấp, cái này thì đảm bảo sẽ bền hơn mấy cái hàng chợ các bác mua ngoài kia rồi, mua người bộ ngoài kia rồi. Đấy. Mũ này, cái này anh quay lại, các bác thấy trên cổ này, người ta thiết kế rất là tinh tế, khi các bác kéo hết khóa lên, đóng cái này vào, là nó gần như là nó chạm sát là cầm của mình này, chạm sát là cầm của mình luôn, nó không có xòe ra ngoài đâu mà hạn chế cái việc nước mưa chui vào trong nhé. Còn các bác đội mũ lên này, sau đó đội mũ bảo hiểm của mình vào, đeo khẩu trang vào nữa thì đảm bảo là các bác đi mưa trong người hoàn toàn khô ráo luôn nhé. Và cái áo này có thêm mấy túi để cho các bác đựng đồ nhé, túi đựng đồ này. Đó. Rất là tiện nhá, rất là đẹp luôn. Đấy. Đây các bác nhá, đây gọi là bộ quần áo đi mưa màu lá cây khô nhá, màu lá cây khô các bác, và là hàng cao cấp nhé. Rồi mọi thông tin thì các bác xin vui lòng liên hệ với này các số điện thoại của shop này nhá. Shop là ship hàng sale đây, các bác nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Giá của một bộ này là 350.000 các bác nhá, 350.000 đã bao gồm với cước phí chuyển phát nhanh về tới nhà rồi các bác. Đấy, cái loại này là loại cao cấp thì nó sẽ đắt hơn những cái loại hàng chợ ở ngoài thị trường thôi. Hàng thị trường thì chỉ có trăm mấy hai trăm thôi, nhưng mà cái này thì nó bằng đến 3-4 bộ kia cơ. Đấy, nó đẹp, nó phong cách này, may hai lớp chứ không phải một lớp nhá. Đấy, các bác nhá. Rồi, các bác tìm hiểu về sản phẩm thì vui lòng xem kỹ video nhá. Giá thành là 350, bao ship đi toàn quốc. Mong nhận được sự ủng hộ của anh em nhé. Tháng mùa mưa đang rất là nhiều, ngày nào cũng mưa luôn. Anh em đi phải ra ngoài đường nhiều ấy, thường xuyên hoạt động ấy, thì rất cần một cái bộ như thế này. Rồi xin cảm ơn các bác, chào và hẹn gặp lại các bác trong